Hello, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình nha. Ok, với đường bay này mình sẽ làm bay xuống Bochinki đi. Nghĩa là trận này sẽ đông đó, tại vì cảng thì hơi bị xa nha. Ok, vô khu giữa luôn nha mọi người ơi. Một team này. Gì vậy? Sao có một team nhảy à mọi người? Vãi thế. Hồi nãy mình tưởng là đông lắm chứ. Trời ơi, có một team à. Rồi công nhanh xong rồi mình đi săn người luôn nha. Đó là chưa tặng thứ có giáp nón gì không. Đây, gì đây, cái 14 luôn, ok. Rồi công, anh em ơi. Bên nhà ba tặng đã đây, giáp 3 này. Tìm cái nón nữa là ngon, ô, có cái nón 2 bên trong phòng. Ok, được rồi. Ủa bắn nhau gì ạ? Đây này, một ông này. Nhảy xuống hả? Làm gì công quá mình à? Chạy. Một bạn này. Giặt giò luôn. Ông kia chạy đâu rồi? Chưa có súng anh em ơi. Thanh niên này vẫn chưa có súng chạy. À, bên trong này có địch. Thanh niên cầm súng kinh bắn này. Hello bro. Ở sau nữa này. Rồi cái ông kia đâu mất tiêu rồi. Ôi chạy lẹ vậy. Qua bên này rồi. Lại nhảy xuống. Trời ơi, cái ông này. Không có súng thì đứng lại đi, chạy dữ rồi ba. Trời má ơi, dí muốn chết luôn đó. Rồi. Ra tới bên này mới có súng hả? Chân ở bên ngoài nữa này. Ok, đồng đội anh em ơi. Lên đây, Uzi chờ sẵn này bạn ơi. Chết nè, đó, trời ơi. Lên cái cầu thang này mà đi như vậy là không thể nào mà công được đâu. Anh em lưu ý nha, không có được công địch mà khi mà lên cầu thang như này. Đừng ta kê là chỉ có chết thôi. Tại vì cái tỷ lệ mà mình đấu thắng địch lại rất là thấp. Đồng đội ông này à, hình như chắc bên đường rồi. Không qua cứu nữa. Chạy gì nữa đi, giỏi chạy nữa đi bạn ơi. Hết chạy được rồi, ôi bên trên kia táp mini kìa. Ok, để mình dứt ông này lên trên nhanh chứ không lại bị chết hết nữa. Bắn với đường Scaler. Cái này là thanh niên hồi nãy của team mình giết này. Xin chăng, ok. Nhà 2 tầng rồi. Nhảy xuống hả bạn? Chuẩn luôn. Ôi! Đứng đây kê nè. Mình tưởng đứng đâu ở giữa giữa chứ ai ngờ đứng ngay vách đó luôn. Ok, còn nắp. Đợi tí xem à. Đồng đội có tới không nha mọi người. Giết ông này nữa là xong, mình đi bo, mình tìm người. Trời ơi, mai giờ không có đồng đội. Thôi gạt giò đi. Bye bạn nha. Scaler lờ đạn này. Ui gì vậy? Trời ơi, thanh niên. Bên này cũng có một ông nữa. Vãi, bị hai ông mai phục một lúc. Nên là pha đó mình nằm xuống né được ông bên phải nữa. Không là chết rồi. Để mình dòng lên bên trên này giết ông à, bên dưới cống này trước nha. Trời ơi, ở đâu mà luồn qua tới đó mình không nghe tiếng chân luôn. Ở nhà đó mình đợi mai gì mình chưa nghe tiếng chân. Đây này, ló đầu này. Không bắn được rồi. Ok, để lên bên trên một tí nữa. Hình như là hai ông cuối này chung team đó. Chúng luôn anh em ơi. Đâu rồi? Ngồi bên này hả? Ôi chết. À ha, vậy là ông bên trong nhà là team khác. Ông này là team khác. Đó công này. Ôi tiếng trong bên đường nữa này. Chết này bạn ơi, dụ thôi. Ông này bắn con boss đúng không? Kinh nghiệm rồi mà, ông này tưởng mình là bên đó. Đứng lên bắn nó cho chết luôn. Còn nóc luôn. Tiếng súng nữa kìa. Bắn ở khu tam giác à. Ok, để mình gạt giò ông này công qua luôn đi. Cho nó nhanh chứ đợi ông đồng đội tới cứu thì hơi bị lâu đó. Chơi đánh nhanh, thắng nhanh luôn mà anh em ơi. Ui, cái này bên đồng luôn á chứ không phải bên khu tam giác.
chạy kìa. Quay này thì quay đầu lại hả bà. Trời ơi, thanh niên tính nhảy ngược lại nữa chứ, bắn cho gãy giò luôn bây giờ. Ôi thính bắn kìa. Ok anh em ơi, càng này đi săn thính thôi. Này bắn trên cảng được vô. Ôi lại thêm một quả nữa kìa. Hai quả thính luôn. Giàu vậy. Đã phải còn thêm một cái thính đó đang rơi xuống kìa. Ô vậy là cái trận này là bò phải thu lên bên trên khu cảng Novo rồi đó. Anh nhập cảng keo chứ. Cảng keo nhà mai như mình đọc nhập là cảng Novo. Novo đã bên dưới biển đó. Ôi cái gì vậy? Hai cái thích được bắn nữa kìa. Phải dầu anh em ơi, trận này dầu lắm rồi. Ôi thích nhiều vậy. Một hai cái ba cái đang bắn cái trời kìa. Một cái đang rơi nữa là bốn cái, thêm một cái thích đó là năm cái luôn. Năm cái trên khu vực cảng keo này. Đâu rồi, ăn chưa ăn chưa? Gì chưa ăn à? Ui ăn rồi anh em ơi, kia kìa. À có tìm tới ăn thính đó rồi. Ok. Một ông hai ông này. Đông lắm anh em ơi, tìm thì phải. Trúng được mấy viên rồi này. Ôi thanh niên bên phải này. Ngó gì hả? Ngó gì nè, này thì ngó này. Bể đầu chưa? Trời ơi. Sấy thì không trượt viên nào, nhưng mà táp thì toàn trượt. Đẩy xe lên mình cong luôn nha. Pha này là mình sẽ dừng ngay chỗ cái cục đá phía trước này. Đó, ông kia đang chạy qua. Bên trên là mình bắn xuống là lợi thế hơn. Ui, ông kia lấy xe bỏ chạy luôn. Không qua cứu à. Nhưng mà có một ông thôi. Chết nè. Đồng đội bỏ chạy như vậy thôi chứ chơi gì. Ra lắp nữa ra hủy kết bạn đi, đừng có chơi chung nữa. Quay xe lại này. Chết này bạn ơi, ôi. Pha này bật nhầm à. Sang 14 Red Dot. À, một 14 tâm rùi nhưng mà sấy hơi bị căng anh em ơi. Ok, lút đồ thôi, ngon liền. Lấy giáp 3 này, anh nhầm đóng 3 chứ. Đầu vào đầu, ốp đầu. Và chỉ thanh niên ở bên kia chạy xe mới có cái ốp thì phải. Còn hai ông này không ăn thính. Giờ mình cong qua cảng nha. Ý gì vậy, gì vậy? Team nào tới đây nữa đây? Bắn ốp kìa. Tiếng súng ở trên đồi đó, trên đồi xương cá nè anh em ơi. Nó mới dòng lên nha. Lên công luôn. AUG hả? Ôi đi lên dốc không có nhìn được. Nó nhìn cũng những thứ mưa nhất này thì nó mới chuẩn anh em ơi. Đâu rồi, có công qua mình không? Thanh niên đi tới cướp thính mà leo lên trên núi này chơi kỹ quá anh em ơi. Ok, qua chúng mình hả? Chết đi bạn ơi. Trời ơi. Hai cái quả thính được bắn ở bên cảng này. Như vậy là bên dưới có team nữa anh em ơi. Bên dưới cảng bây giờ còn team đó. Nè, hai trái luôn mà. Phát lớp xe đi. Chưa thấy ai chạy hết. Ủa sao phá không được ta? Nó bị lát kiểu sao đó. Rõ ràng mình thấy đạn nó tới cái chỗ lốp xe mà không trúng anh em ơi. Để xem thử ông này có cái đồ gì không. À lát cái ốp của ông này. Ốp với AUG nè. Nhặt luôn hết lát combo này luôn anh em ơi. Ôi một trái nữa bên trên chỗ khu nhà này. Như vậy là hai team bắn xuống thính đó. Tại vì hai khu mà. Team ở cảng và team ở khu nhà. X6 này. Ok, hết rồi. Lấy xe còng xuống cảng trước nha anh em ơi. Xong rồi mình mới còng lên khu nhà. Rồi, dừng ở đây đi. Ui, cái gì kìa, ông nào đứng ở trên giàn giáo đây. Này thì ngó nè, lãng tự gió. Cho đi về trời luôn. Quăng nét mình hả, ai thế. Bò đi đâu nè, chết nè, ok. Tiếng chân bên này. À, ngay chỗ thính rồi. Có thanh niên trốn sau thính anh em ơi. Nhảy, đứng ở nhảy. Này thì đứng đó nhảy bạn ơi, chết đi. À đây nè, chết nè. À, trốn nữa hả. Cho tiếp qua nữa nè. Chết rồi. Bên trên này đồng đội tới anh em ơi. Nhanh chứ không đồng đội công mình.
chạy đi đâu. Một ca 14 luôn. Ok, còn ở bên chân này nữa. Lên còng luôn đi anh em ơi. Đó, rình rình ở bên chân này làm gì hả? Kiếm gì bên chân này mà rình hả? Ok, máy bay nó tới luôn này, không nghe tiếng chân của mình đâu. Chết này. Chạy đi đâu. Hết số rồi bạn ơi, thầy giáo Thọ. Ok. Em chào thầy giáo. 16 kill. Ôi giàu rồi anh em, 1249 luôn này. Bây giờ bắn 1249 nha. Tự dưng không thích bắn AUG nữa. 1249 cho nó nhiều đạn. Lát nữa mình xoáy combat sướng anh em. Đi thôi, còn 20 người luôn. Trận này nhiều kill này. Cố lên. Ủa, đây đây, đội này còn người nè anh em ơi. Hai team đang bắn nhau. Natchik Kambe. Trời ơi, lái xe cái kiểu sao mà nó bóc cái đầu lên luôn vậy. Ui, à, tiếng xe bên trên. Đây rồi. Thanh niên lên lái xe hả? Ichiro. Ok, đẩy xe lên. Xe nó dính như vậy thì thôi khỏi lấy nha bạn ơi. Mười sáu kêu rồi, giết team này 4 người nữa là 20 kêu. Đã sợ bóc cứu hả? Ui, cứu xong rồi anh em ơi. Một tiếng chân này. Có tiếng chân ở bên trái nữa. Bên trái có người. Còn có ông trốn ở trong sầm móc. Cho thêm trái sầm móc nữa này. Ok, để công của ông bên trái thử đi anh em ơi. Ông mày đang đứng ở đâu bên trên đó. Bên trên rồi anh em ơi. Đây này. Ngồi đó hả? Này thì cam mình nè, hồi máu cái đã. Ôi, mà 249 kìa. Gì đó, làm liều hả bạn? Áo đỏ này, ui đâu rồi? Nằm xuống nè. Ok, ông bên này nữa. Ra đây bạn ơi. Công mình nè, xong, ba người. Trời ơi, cái ông đó hồi này, ông nằm xuống. Mình đang xoáy tự dưng cái mắt luôn anh em ơi, làm giật hả mình. Đi thôi. Đó, phải như vậy nè, mà giết 10 người nữa. 11 người nữa thôi, mình chỉ cần giết 11 người nữa thôi là cho nó lên 30 kill đi. Mấy ngày gần, mấy tháng gần đây là ít kill, ít 30 kill lắm. Nên mình cố gắng là trên 30 kill xem cho nó hấp dẫn anh em ơi. Cũng may sao có đóng xe ở chỗ này nó nổ cháy tùm lum hết thế. À, chắc là tới ăn thịt. Xong rồi bị cái team ở trên đồi đồ hóc nó bắn đó anh em ơi. Đúng không? Rồi, chạy qua cầu bên trái này vô bo đi. Ở đây, ai đây? Thanh niên nào đây? Chạy marathon nè. Do ke anh em ơi. Ông này đang vô bo. Trời, sai lầm mà khi đi vô bo mà chạy bộ đó bạn. Có thính kìa. Ui, có chiếc xe nữa chứ. Rồi, để mình dừng lại chết tơ phát nha. Sao lại có chiếc xe ở chỗ kia mà lại có thính đó nữa nha. Team nào vứt xe ở đây đúng không? Chưa thấy ai. Nhà clear anh em ơi. Ok, cho xe lên luôn nha. Lên đó mình cảm thính bên trên luôn. Giờ còn 13 người nữa mà. 13 người là hy vọng là mình giết hết 13 người luôn. Là được 33 kill trận này. À, nóc ngoài bo kìa, mới có nói xong. Đừng có chết ngoài bo bạn ơi, bo này không có ai cam đâu. Giấu xe vô bên trong nhà luôn nha. Đó, cái này cái gara anh em ơi. Rồi. Giờ lên bên trên này thử đi. Có mấy cái team mà đi ăn thính muộn đó anh em ơi. Kiểu như là thấy thính nó rơi nhưng mà vẫn chưa chịu đi. Ôi xe kìa. Đây. Nằm đây ngó. Cam thính của mình hả? Trời ơi, có một cái ốp này bắn sướng anh em ơi. Mình vừa chiếc xe. À, xe hồi nãy đó mình chết rồi, không có ai. Trên đồi này. Ui, lại nóc ngoài bo nữa. Trời ơi, đi bo cái kiểu gì vậy mấy bạn? Bo như này mà sao cứ nóc quần bo là sao? À đúng rồi, phá lốp xe đi. Cho lát nữa mà có team nào tới lấy á cái khói chạy luôn. Đó, hai lớp phía trước là khói chạy luôn. Hồi tiếng xe bên trên này, ok. Công vô đây bạn ơi. Này thì công này cho nét vô luôn. Ôi lại thêm một chiếc nữa này. Ok, chiếc này mình sẽ quăng cái nét trước nha. Đó, rồi thôi xong, thôi xong. Chết đi mấy bạn ơi.
Yeah, bốn ông anh em ơi, bốn thanh niên này team khác luôn này. Trời ơi, cái quái nét nó nối chí mạng luôn đó. Đúng đã luôn. Ui, bắt cái ông kia mà không gì bọt mình mới lạ đó. Trời, mình qua cái quái nét nó đúng IQ luôn á. Chuẩn bị trước rồi mà ai ngờ nó nố tuyệt vời như vậy. Mình nghĩ nó chỉ nóc thôi, nhưng mà cái này chết hết cả đám luôn. Bốn ông luôn đó. Ok, giờ còn cái team nào để đâm vô trước này. Cho quái nét cho nổ xe luôn đi. Rồi, nóc luôn anh em ơi. Ô, cái gì ạ? Ông nào còn à? Hồi nãy mình nhớ clear 4 kill rồi mà. Bò đi đâu đây? Ui ôi, trời. Gì vậy? Ông nào nằm có à? Một chấm máu anh em ơi, tí thì gãy. Có thanh niên nằm có đâu đó, mình không thấy. Công mình nè. Ok, vô đây bạn ơi. Đầy máu rồi nè. Này thì công nè. Công mình hả? Đùa với tử thần nè. Thêm một trái nữa đi, biết đâu còn ai sau cục đá. Trời ơi, vậy là bắt cái ông này ông bỏ chỗ xe này hồi nào rồi, chết luôn anh em ơi. Không biết clear chưa ta. Hồi nãy nếu mà, tại vì cái team kia mình nghĩ là chắc có hai ông thôi. Cờ bố ốc cuối nha. Bố ốc cuối này bây giờ. Nếu mà chung một team nữa cho nó hay anh em ơi. Trời ơi, bắn. Bố ốc cuối là được 31 kill trận này. Giờ đứng đây mà chết thôi chứ. Ui, lại nằm nữa nè. Trời ơi, cái ông này thích nằm. Trời ơi, chạy hay vậy. Chúng ta ai quăng nét, ai quăng nét mình. Rồi, có ông nào áp sát mình rồi anh em ơi. Có thanh niên nào áp sát mình. Quăng nét ra ban công à. Nhưng mà là bên hướng ban công đó. Đâu rồi, trốn ở đâu hả? Đang nằm ở nấp với có rồi. Ô kia rồi. Này thì nằm ở trong này hả? Đùa. Trời ơi, ông này ông bò vô tới nhà mình luôn. Ghê thật. Pha đó mình mà đứng dưới ban công là nối banh sát rồi. Ôi cái gì kìa, ông nào kìa. Lên xe đi hả? Xe mình chuẩn bị sẵn rồi. Anh em thấy không, để mình phá cái lốp xe kia là đúng hay không? Ông kia lên nhưng mà không có đời máy chạy được. Chạy không được. Rồi, còn hai ông cuối. Ok, 31 kill trận này. Hai ông cuối mà một ông thì bên hướng á. Chuẩn bị xong rồi, còn một ông nữa đâu ta. Ông kia thì phải chắc là khác phía rồi chứ. Ui ngó. Ngó nè. Thì ngó. Rồi còn một bạn nữa thôi. Ok, trận này ngon rồi anh em ơi. 31 kill. Anh em xem đừng quên là bấm cho mình một like nha. Đó, bạn nào đừng quên bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Share video lên Facebook luôn nha mọi người ơi. Một ông nữa thôi. Ở chỗ nào đâu. Quay ốp luôn ông cuối cho nó hấp dẫn anh em ơi. Không thấy đâu nè. Ok, boy nó thu về xuống chỗ bờ biển rồi. Xong á. Giờ mình sẽ uống nước full xong rồi mình lái xe xuống ở chỗ góc bên dưới sông nha. Tìm cái góc nào đẹp để mình cam boy lại. Ok, đi thôi. Một ông nữa thôi mà trốn kỹ quá à. Không bắn mình luôn. Đây chỗ này bây giờ nó làm lại này. Là chỗ mấy cái súng cấu chứ. Tên lính nó đứng là nó bắn à. Rồi chỗ thú đẹp vậy. Đúng đẹp luôn anh em ơi. Cái này thú bên trên cũng đẹp mà thú bên dưới cũng đẹp. Đúng là chỗ cái hầm trường bắn có khác. Ngon chưa anh em ơi. Có mấy cái kệ luôn này. Bắn về hướng bên sông cũng được mà bắn về hướng trên đồi cũng được. Tuyệt vời luôn. Ủa, ông này hồi nãy đang đứng lút đồ à? Hay là đứng ngó mình ta? Tội ghê đó. Cho phát ốp vô đầu vỡ luôn. Rồi bây giờ kiếm cái ông cuối thôi. Bọn nó thu về bên hướng 105. Đâu rồi, hello. Nghi nghi ông này bên trên lắm mà nha. Ui trời ơi, cái lùm cỏ mình tướng á. Ai đang nằm chứ? Ai đây rồi? Trời ơi, nằm lót cái đầu trắng trắng này. Rồi, mới đây mà. Cái đầu trắng mới đây mà, bò đâu rồi? Một trốn hả? Lên trên cao này một tí, ok, đây rồi. Đội cái nón gì mà trắng mày bạn. Lần sau đừng có đội cái nón trắng như này nữa nha. Trời ơi, nhảy phát lên thấy trắng bóc luôn. Ok, như vậy là clip mình kết thúc đây.
Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau.